Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên, chúng ta phải vẽ hình ra cho dễ hình dung. Chúng ta có diện tích tam giác SAB bằng 20. Như vậy chúng ta đặt đây là H nè. Đây là X nè. Đây là Y nè. Như vậy H nhân với lại X chia cho 2 sẽ bằng 20. Diện tích tam giác SAD nằm bên đây thì chúng ta có 18. Như vậy H nhân với lại Y chia cho 2 vì đó là tam giác. Và ABCD là hình chữ nhật, chúng ta có X nhân Y bằng 32. Như vậy chúng ta đã có phương trình rồi. Chúng ta nhân số 2 lên đây, số 2 lên đây thì chúng ta sẽ có HX bằng 40 và HY bằng 36. Chúng ta muốn tính thể tích của cái cục này thì chúng ta có là 1 phần 3 nhân chiều cao nhân x nhân y. Cách tính nhanh nhất đó chính là lấy ba cục này nhân lại với nhau thì chúng ta sẽ có h bình phương, x bình phương, y bình phương sẽ bằng 40 nhân 36 nhân 32 thì chúng ta sẽ ra là 46.080. Tại vì ở đây chỉ là h, x, y thôi, cho nên chúng ta đặt căn bậc 2 cho hai bên. Thì chúng ta sẽ tính ra được cái cục này là 96 căn 5. Và chúng ta thấy cái cục này vào đây. Và chúng ta ra 32 căn 5. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.